Xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Quy hiện tại kinh doanh tại trang web siêu thị hoalan.com. Xin giới thiệu các bạn cây lan thanh đạm Indonesia. Thì đây là cái lan thanh đạm mà cái dạng size mà chậu mình gọi là chậu lớn chứ không phải là rất lớn. Thì kỳ rồi công ty mình có giới thiệu những cái cây thanh đạm chậu rất là khổng lồ. Phải dùng từ là khổng lồ. Nhưng mà nó đắt tiền thì nhiều lúc chúng ta không có thể mua được. Thì hôm nay Mai Quy giới thiệu các bạn những cái chậu lớn nhưng mà cũng rất là đẹp và khá là nhiều thân. Mình cũng hơi ngạc nhiên là cái lô hàng này là sao nó lại nhiều thân như vậy. Chứ lúc trước nó không có nhiều đâu, nó khoảng 5 thân, 4 thân thôi. Thì lô hàng này là về là được nhiều thân. Thì cái cây thanh đạm này á, thì là cây đang gọi là hình thành phát triển tượng nụ để ra hoa. Tại vì nó khoảng tháng 12 là nó ra hoa các bạn. Hiện tại giờ cây đang phát triển rất là khỏe mạnh và đang chờ để ra hoa. Chúng ta mua thời điểm này là một thời gian nữa là chúng ta sẽ được ra hoa. Chúng ta thấy lá nó già đi, nó già đi, nó xanh đậm đi. Còn nếu mà lá non nó là xanh mỡn. Thì những cây thanh đạm Indonesia này thì chúng ta thấy là những cây lá già thì nó sẽ vàng và nó có những cái đốm. Đây là chuyện bình thường của nó thôi ha, chứ không phải là bệnh tật hay cái gì hết. Còn những cây lá non chúng ta thấy bình thường, nó cứ già là nó sẽ vàng, nó đốm đi. Cái cây thanh đạm này thì chúng ta treo nắng 50%, không đưa được để nắng nhiều. Nắng nhiều nó sẽ vàng lá và rất là xấu. 40% cũng được, nhưng mà không được tối quá. Tối quá thì nó sẽ không có bông nhiều. Những cái thanh đạm này á, thì mà nó khỏe mạnh, nó củ to như vậy rồi á, thì thường là một gốc gì đó là nó sẽ hai giò bông các bạn. Chúng ta thấy đây là cái chồi này nè, nó đang tượng cây con hoặc là đang tượng giò bông. Đây chúng ta thấy nè, nó tượng rất là nhiều, là chúng ta thấy không, nên có thể là một cây cũ này nó ra được hai giò bông hoặc là có thêm cả cây con, không có sao hết. Và cái cây thanh đạm nó hay là nó quý cái chỗ đó đó. Nếu ta thấy đây nó tượng là rất là nhiều luôn nè, xung quanh nó rất là nhiều những cái chồi mang mắt ngủ, là mang cây con hoặc là mang giò bông. Cái cây này mà chúng ta chỉ cần trồng một cây này thì qua năm sau nó sẽ đẻ ra gấp 2, gấp 3 lần. Nếu chúng ta đã mua được 3 chậu, chúng ta gom lại là 1 thì nó sẽ là kinh khủng đẹp. Hoặc là chúng ta mua 2 chậu đặt hai bên thì nó sẽ tạo ra 2 cái giò thanh đạm rất là đẹp, quanh năm lá xanh đẹp, cuối năm nó sẽ ra giò bông rất là nhiều, rủ xuống có mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ, đi xa cỡ 1 mét chúng ta vẫn nghe mùi thơm của nó, màu xanh nhẹ, hồng xanh ngọc các bạn, có phớt nhẹ cái màu vàng làm cho là nó sáng cái bông lên và nó rủ xuống. Đặc biệt cái giò hoa cây này là nó rủ xuống rất là mảnh, nhìn nó quyến rũ chứ không phải là nó cứng và nó chỉa bông giống như một cái đèn vô như vậy. Thì mỗi cây nó đều có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Thì cây thanh đạm giò chung này bên công ty mình Mai Quy giới thiệu trong đợt này cho chúng ta là cây đẹp như vậy. Chỉ tiêu chuẩn nó khoảng 4 thân, 5 thân là cùng các bạn ha. Thì lần sau nếu cho ta mua trễ thì có thể là chúng ta mua những cái giò ít thân hơn, dần giá vẫn như vậy. Nhưng mà đợt này thì mình về khoảng tầm mấy chục cây thì nó được như vậy, đẹp như vậy, thì chúng ta có thể nhanh tay để chúng ta mua, để chúng ta có được những giò thanh đạm giá tốt mà nhiều thân, mà khỏe đẹp và đặc biệt chuẩn bị ra hoa trong tháng 12 này. Và hiện tại giờ Mai Quy là công ty video này là tháng 10, giữa tháng 10 thì chúng ta sẽ có những cây giò thanh đạm ra bông trong tháng 12 và tháng giêng rất là tuyệt vời và đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúng ta nhanh tay đặt hàng, mua hàng tại trang web siêu thị hoalan.com các bạn ha. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn.